thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, câu lạc bộ Sana Khánh Hòa, biển Việt Nam. Thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh, Hoàng Văn Phúc của câu lạc bộ Quảng Nam. Henry không vào, đó là một cú. Không vào. Trong khi các cầu thủ hàng rào chưa biết bóng đi đâu thì Vũ Minh Tuấn lại phát xuống và kết thúc. Hai pha kết thúc liên tục của anh. Đó là Thanh Bình. Cặp Victor đưa cho anh. Cơ hội. Sân là Khánh Hòa. Ở một pha dứt điểm cận chân thì Phan Sang lại. Đình Thành Trung. Phản công Claudici, cơ hội không được. Rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Được đi rất tốt. Đó là cú đá của Văn Thuận.